Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay Đó chính là dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ 45g như bên cạnh Kiều Anh đây À, vâng thưa các bạn kêu anh thì vẫn thường chia sẻ rằng là đông trùng hạ thảo là một trong những loại dược liệu vô cùng quý hiếm và mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe của người dùng đúng không ạ và chính từ điều này thì đông trùng hạ thảo tại hàn quốc được sản xuất dưới nhiều dạng chẳng hạn như là dạng nước ở dạng bông dạng cao hay thậm chí là dạng nguyên con à, vâng và chúng ta không thể phủ nhận rằng là đông trùng hạ thảo mang lại những công dụng nhất định cũng như là rõ rệt với cơ thể của người dùng và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại hàn quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm ở đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con như bên cạnh kiều anh và đây cũng là một trong những dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những công dụng mà nó mang lại và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về xuất xứ cũng như là công dụng của sản phẩm này nhé sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ như bên cạnh kiều anh đây là một trong những dòng sản phẩm xuất xứ chính hãng từ hàn quốc được sản xuất và phân phối bởi công ty korea ginseng bio cnc co đây là một trong những công ty có thương hiệu vô cùng nổi tiếng tại hàn quốc cũng như là đã khẳng định được uy tín của họ trong lòng của người dùng nếu như dạng nước của đông trùng hạ thảo chúng ta có thể uống trực tiếp hay là dạng cao chúng ta pha ra thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ như bên cạnh kiểu anh đây thì chúng ta có thể chế biến được thành nhiều dạng hơn đồng thời mang lại nhiều công dụng cũng như là hương vị hơn cho chúng ta trong quá trình dùng và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu qua về công dụng của sản phẩm này nhé Công dụng đầu tiên cũng như là công dụng nổi bật nhất khi chúng ta nhắc đến về dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo đó chính là khả năng à, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Vâng, đối với nam giới hay cả phụ nữ khi chúng ta gặp vấn đề về tình dục cũng như là chúng ta có chức năng sinh lý yếu kém thì Đông trùng hạ thảo được xem như là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp cho chúng ta tăng cường sinh lý cũng như đồng thời hỗ trợ cho chúng ta được khỏe mạnh hơn, à, tốt hơn trong việc là quan hệ tình dục. Vâng, à thế nên đây là một trong những dòng sản phẩm được xem như là thần dược sánh ngang với nhân sâm hay linh chi. Và đây cũng là công dụng nổi bật đầu tiên của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ. Công dụng thứ hai của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo hộp gỗ nguyên con này đó chính là khả năng giúp hạ huyết áp cũng như là ổn định lượng máu lưu thông trong cơ thể của chúng ta đối với những người mà có tình trạng huyết áp không ổn định lúc cao lúc thấp hay là lượng máu trong cơ thể của chúng ta không được tốt cũng như là chúng ta gặp phải tình trạng thiếu máu thì dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên co này khi sử dụng nó sẽ có khả năng là cung cấp các vitamin ở các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể đồng thời là giúp điều hóa huyết áp của chúng ta về mức ổn định cũng như là giúp cho máu của chúng ta được lưu thông tốt hơn và ngăn chặn tình trạng cao huyết áp hay là tắc nghẽn mạch máu Công dụng thứ ba của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con đó chính là khả năng giảm cholesterol xấu trong cơ thể, đồng thời ngăn ngừa căn bệnh sơ vữa động mạch. Đây được xem như là một trong những công dụng được rất nhiều người sử dụng bởi nó mang lại những hiệu quả cũng như là lợi ích ngay lập tức tức thì. Và với công dụng này thì Kiều Anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng trong thời gian dài để mang được hiệu quả tốt nhất, đồng thời là giúp cho chúng ta có được một sức khỏe khỏe mạnh hơn. Công dụng thứ tư của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này đó chính là khả năng an thần. Đối với những khách hàng mà gặp phải tình trạng mất ngủ thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con để có được giấc ngủ tốt hơn. Công dụng thứ năm của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này đó chính là khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Vâng, nếu như các bạn đã gặp phải tình trạng hệ miễn dịch yếu kém, sức đề kháng của chúng ta yếu kém thì hẳn rằng chúng ta sẽ thấy là tình trạng này, căn bệnh này rắc rối và nguy hiểm như thế nào đúng không ạ? Chính vì vậy, dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo như bên cạnh kiểu oanh đây được xem như là một trong những sản phẩm tuyệt vời và hàng đầu ở trong việc là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cũng như là ở hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta. Và công dụng tiếp theo của dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo này đó chính là khả năng ngăn ngừa lão hóa. Vâng, nhắc đến khả năng này thì hẳn rằng là dù các chị em hay là các nạo, cảnh đàn ông thì cũng rất thích đúng không ạ? Và khoa học thì cũng đã chứng minh rằng là nếu như chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo trong một thời gian dài thì sẽ giúp cho da rẻ của chúng ta được đẹp hơn, đồng thời là ngăn chặn các biểu hiện, các tình trạng lão hóa và hơn hết, khi sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo này, chúng còn có chứa rất nhiều hợp chất, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các axit amin và các vi khoáng chất giúp cho cơ thể của chúng ta luôn được khỏe mạnh, đồng thời là ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm. Vâng, với ngoài những công dụng chính mà Kiều Anh vừa chia sẻ tới các bạn, thì đông trùng hạ thảo nguyên con còn được biết đến với vô vàn công dụng khác nhau, với những tác dụng khác nhau và với hiệu quả nhất định. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng là với một sản phẩm tuyệt vời với hộp đông trùng hạ thảo nguyên con như thế này thì sử dụng như thế nào thì các bạn hãy nghe kỹ những chia sẻ sau đây của Kiều Anh nhé. Với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con này thì có một lợi ích, có một ưu điểm đó chính là chúng ta có thể chế biến được dưới nhiều dạng và sử dụng với nhiều cách khác nhau. Cách đầu tiên, đó chính là đối với những người có thể là chúng ta ăn được trực tiếp đông trùng hạ thảo thì cách tốt nhất là chúng ta đó chính là chúng ta ngậm và nhai đông trùng hạ thảo từ từ, sau đó thì chúng ta nuốt với nước ấm. Với việc này thì sẽ giúp cho chúng ta là hấp thu được hết toàn bộ những công dụng, những tác dụng mà dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con mang lại. Cách thứ hai cũng được khá nhiều người áp dụng, đó chính là chúng ta sử dụng đông trùng hạ thảo để hãm trà. Chúng ta sẽ sử dụng hãm với nước nóng và sau đó chúng ta sẽ uống trà này. À, và thay vì bỏ bã đông trùng hạ thảo đi thì chúng ta có thể là nhai trực tiếp để có thể là tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại. Cách thứ ba đó chính là chúng ta có thể là ngâm rượu hoặc là mật ong. Với các cách này thì chúng ta vừa bảo quản được đông trùng hạ thảo ở trong thời gian dài mà còn, còn mang lại được những công dụng tuyệt vời cho cả gia đình. À, và cách cuối cùng mà kiều anh thấy được rất nhiều người sử dụng đó chính là chúng ta sử dụng dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con này để nấu ăn. Chúng ta có thể là hầm gà. Và với việc hầm gà như thế này thì vừa bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đồng thời là còn mang lại một món ăn ngon cho toàn thể ở người thân trong gia đình của chúng ta. Vâng các bạn hãy nhớ kỹ những công dụng cũng như là những cách dùng mà Kiều Anh về chia sẻ sau đây để có thể là tận dụng được hết những dưỡng chất, những công dụng mà dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con này mang lại nhé. Và để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ 45g thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363-985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop 24 h com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm tông trùng hạ thảo nguyên con hộp gỗ đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin kêu anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.